Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức họp báo nhân dịp một năm cầm quyền. Tại buổi họp báo đánh dấu một năm cầm quyền, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19 tháng 1 đã đề cập đến hàng loạt vấn đề nổi bật hiện nay như tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ, căng thẳng Nga-Ukraine và thỏa thuận hạt nhân Iran, cũng như kế hoạch tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ 2 trong năm 2024. Tổng thống Biden cho rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ đang diễn biến theo chiều hướng khả quan hơn so với một năm trước, cho rằng đất nước không cần quay trở lại tình trạng phong tỏa trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể omicron gia tăng cho rằng đây là thời điểm thích hợp để ngân hàng dự trữ liên bang fed hoạch định các chính sách hỗ trợ nền kinh tế lớn nhất thế giới vượt qua đại dịch liên quan đến căng thẳng nga ukraine tổng thống mỹ nhận định moscow không muốn đối mặt với một cuộc chiến tranh toàn diện với kiev đồng thời khẳng định washington và các đồng minh châu âu sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn trong trường hợp nga xâm lược ukraine ngoài ra ông biden cho biết mỹ và các đối tác có thể phối hợp theo đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc hạn chế triển khai vũ khí chiến lược của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ukraine. Tổng thống Mỹ nêu rõ, hai điều mà tôi muốn nói với ông ấy là Tổng thống Putin, một là Ukraine sẽ không bao giờ là một phần của NATO và hai sẽ không có vũ khí chiến lược nào được triển khai tại Ukraine. Ông Biden chia sẻ thêm rằng có thể sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với Nga nhằm giải quyết những quan ngại về an ninh ở Đông Âu. Liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Biden cho rằng bây giờ không phải là lúc từ bỏ những cuộc đàm phán vì các bên liên quan đã đạt được một số tiến bộ. Ông Biden cũng khẳng định sẽ ra ngoài một cách thường xuyên hơn và công du tới toàn nước Mỹ. Khi được hỏi về sự khác biệt có thể có trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, tôi sẽ ra khỏi nơi này một cách thường xuyên hơn, tôi sẽ bước ra ngoài và nói chuyện với công chúng. Bên cạnh đó, ông Biden cũng xác nhận rằng Phó tổng thống Kamala Harris sẽ tiếp tục là đối tác liên danh của ông trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.